Xem một chi tiết một tác phẩm. Chào bạn. Bạn có thể nói cho khán giả biết được là mình đã làm một cái tác phẩm này như thế nào, mà thời gian nó sẽ làm là bao nhiêu lâu, cách làm từ đầu là bạn làm như thế nào mà lại được một tác phẩm như thế nào? Trong cái quá trình cháu làm ấy thì thực tế ra thì cũng gọi là kiên trì và sự phấn Bác đấu. ạ. Bác ra đây tham gia mấy em nó xem là cái chương trình làm một cái cây này như thế nào mà lại được như thế này. Trong cái quá trình đầu tiên là mình phải làm đá thành một cái khối, xong Nhưng mà rồi mình nghĩ là lúc nó bé thì làm gì đã có được một hòn đá to như thế này mà lại làm như thế nào? cháu làm đá trước, làm đá trước xong bắt đầu nhìn hòn đá theo đúng dáng dáng thế của mình, theo theo ý của mình, xong bắt đầu là mình mới đưa quây đất rồi ký cây vào đúng vị trí quả cái hòn đá mà mình đã tính toán ngay từ đầu. Đấy, Thế như vậy là sau là này nó phải như thế nào. sau này tất Đấy, nhiên là phải có demo, có ý tưởng rồi, vì tất cả các cây ở đây đều được là làm theo cái ý tưởng của mình. Thế vậy ví dụ như cây này thì mình sẽ ký lấy rễ nó từ đâu? Đấy, Đầu tiên như cây này cái thân chính là của nó ở đâu? cái thân chính của nó là nó nằm ở bên này, nó bắc qua một cái ngang qua quả núi, Tức nó là bắc cái lên thân trên. này mình phải uốn nó phải không? Đấy, phải 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 nắn từ từ. Nắn từ Đấy, từ. Nắn thế đấy này. đấy cái ưu điểm đây, bây giờ đấy các bạn nhìn đấy, phần đa là cái thân bây giờ nó to như thế, nó bẹt vào trong cái khe đá. Nó mỏng ra đấy lên trên, sau bắt đầu trên này cháu đưa một cái cành bay ra để nó Đưa che cành toàn bay bộ ra. cái tử này. Thế vậy thì lớp đất là phải kín hết cả cái này à? Đúng rồi ạ, trước là cháu Quây một cái gì? quây mua cái lá cót, Một cái và lá cót. cái lá cót bắt đầu quây tròn xung quanh, trở lại cho đất vào. Cho đất Và vào. cho đất vào là đất trong đó là có phân, có đủ các chất dinh dưỡng để cho cây sinh trưởng tốt. Làm như Đấy. là cái bồ đựng thóc phải không? Vâng, đấy xong một cái là bắt đầu là gốc đến đâu thì mình quây lên đến đấy. Bắt đầu là mình chăm sóc là rễ nó mới tỏa ra. Đấy là cách Đấy. nuôi rễ phải không? Vâng, đấy. Cách nuôi rễ. Thế vậy là cứ rễ cứ phát triển ở bên trong. Vâng. Thế rễ ở bên trong mình biết thế nào được theo ý định là nó bám vào cái đây hay không? Bám vào đá hay không? Nếu mà đầu tiên thì không cái nào nó bám mà. Đấy, nó không Và bám. thì trong cái quá trình là mình xem là cái rễ nó đủ tuổi để làm chưa. Đấy, thì làm được nhỏ thì nó mịn, mà làm muộn thì nó to thì mình lại phải cắt. Đấy, mình thì không thể ép vào được nữa, thì mình cứ làm nhỏ thì cứ mấy tháng mình lại ra mình kiểm tra một lần. Kiểm tra một lần. Và ví dụ Thế và như xong thường bới đất à? lại bới đất ra này ép. Ép bắt đầu là trong cái quá Ép trình dễ ép vào. thì mình phải tính toán làm sao những cái khe sau này nó không bị vỡ đá. Đấy Đấy. đấy đấy. Đấy là cái sự tính toán của mình. Ví dụ như nhiều những cái khe này, đây những cái khe này thì lại có một vài ba cái rễ khóa. Đấy thì những cái mỏm đá này cũng không bao giờ được rơi được. Thế Đấy. chẳng lẽ cái đá ấy là cũng đều có từ trước khi Và mà quây bồ? tất cả là có từ trước. Như vậy là đầu tiên phải là xếp đá trước. Xếp đá Ghép đá trước phải không? thành một mô hình theo đúng ý tưởng của mình. Đầu tiên là ghép Và đá trước. trong trong cái ghép đá đấy là mình phải lựa chọn được là cái chỗ nào mình để cây. Thế mà trước đây làm như thế thì chẳng lẽ lại quây cái bồ nó to hết cả đến đây à? Vâng, quay to vậy đấy. Quay Ồ hết. thế Và toàn đất. xong bắt đầu là một thời Vâng, gian toàn đất mấy màu. mấy mấy ví dụ một năm mà 3 lần hoặc là Bới. hai lần mà mình lại bới ra. Đấy, mình lại Mất bới thời cái gian, bồ có thể ra. thời gian lắm đấy. Bới cả ra. Và bới cả ra để chỉnh sửa lại toàn bộ, xong lại quay Sau lại. lại lớp. Lại quay vào. À bây giờ thì người ta lại là làm theo kiểu là người ta cũng chỉ ủ chăn thôi, khi có rễ rồi người ta chỉ ủ chăn thôi. Ổ chăn rễ nó không đều. Là không đều Ổ chăn, phải ở đây nếu là ổ chăn rễ nếu này. mà Ổ chăn có khi rễ nó ổ to, to chăn hoành rồi nó không đều. các nơi là người ta ủ chăn, nhưng mà nếu mà ủ chăn thì không bao giờ có được nhiều rễ. Đấy, rễ ít rễ. Đấy đấy đấy. Tức là phải quây đất.
tất cả các cây của cháu. Vậy là đây phải quây đến hơn một cây cao tít như này. Cây cao tít lên dần. Có cây thì phải quây cao, nhưng có cây nó tùy theo gốc mình đặt ở cái điểm nào. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nghĩa là cái gốc mình đặt ở điểm nào thì mình sẽ quây ở cái điểm đó. Thế. Tôi nhìn cái gốc tròn này, đấy chu gốc đặt là nó đặt nó tròn này. Nên nhìn nó bẹt hết vào của cây. Đây. Đây đặt ra thì đấy, gốc tròn. Mà cái ưu điểm bây giờ nó hai mặt như nhau. Này. Đấy. Đây cái gốc của nó chính là nó nằm ở bên này. Ừ, gốc chính. Đây gốc chính đây, đây cái thân chính của nó đây phải. Sau đó mình mới xoay cây như thế. Và lấy được các cái cành như thế này. Đúng là quả là một phương pháp khí đá mà từ lâu lắm rồi, chứ không phải là bây giờ. Có thể nói là gia truyền của khu vực Nam Định như bác nhỉ. Và cũng thấy có rất nhiều cây như thế khí đá. Và như vậy bây giờ các bạn sẽ đi quan sát lại thử xem khung cảnh không phải là chỉ có một, mà như các bạn đã biết là có rất nhiều cây. Như vậy là một quy trình làm rất cầu kỳ. Tôi đã phát một video rất lâu rồi, nhưng hôm đó là rất vội, chưa hỏi được là cái phương pháp để làm như thế nào được những tác phẩm như thế này. Thì hôm nay các bạn sẽ biết được là chàng trai trẻ chính tay mình làm tất cả đây là làm được bao nhiêu năm rồi chị bạn nhỉ, bạn Công nhỉ? Làm đến giờ phút này là 15-16 năm. Khủng khiếp thời gian gọi là kiên trì phấn đấu cả hai vợ chồng coi năn nê bò chòi mới được có được những cái tác phẩm. Đúng rồi, mới có được tác phẩm như là ưu điểm là chính tay mình làm đấy một mình tay đã làm không ai một người nào ấy. không cần ai mình tay làm, kể cả từ bệ rễ rồi các thứ tất một mình tay làm. Đấy cái quý là cái tự mình làm và cũng chẳng ai làm được như thế này. Trải chiếu bởi vì là rồi. Có duy nhất một vườn của bạn như thế này, hiện nay là đương nói là có thể nói là đặc biệt trong khu vực mà không ai có mà làm chơi theo một mốt. Đấy, cây nào cũng hùng vĩ như thế này. Rất là hùng vĩ. Cây nào cũng vậy. Nếu bảo có lấy một đôi hay là hai đôi thì còn có thể nói là làm chơi một đôi, hai đôi. Nhưng đây mà lại làm với một quy trình tổng thể và rất nhiều cây như thế này. Thì đúng là một sự đam mê. Cây nào cũng đẹp, mỗi cây có một dáng khác nhau. Ví dụ cây này là một cái dáng huyền rất là rõ ràng. Vâng, mẫu tử, nhưng mà đương nói là nó có một cái dáng huyền một cách rõ ràng. Đấy. Cành bay, cành rơi. Như vậy là theo đúng một cái tiêu chuẩn là cây những cây cổ xưa làm theo mốt như vậy. Cây nào cũng theo nề nếp. Đây, cành bay và cành rơi. Tôi thử xem hai cây ở ba cây bên này xem có làm như thế không. Đúng thế thật, cây này lại gần như là cành hoành, bên này là cành rơi, rất nề nếp. Vâng, cũng có đôi, vâng, có cây là rất giống nhau, vâng, theo đôi một, nghĩa là mỗi một lần làm là một đôi, tác phẩm theo đôi. Cây này và cây ở triển lãm phải không? Cây này và cây triển lãm. Và một tác phẩm cây triển lãm đối diện với cây này đã được mang đi. Còn là hai cây này là một đôi. Đấy, các bạn nếu mà có điều kiện chơi cho gia đình mình có thể mua một đôi như thế này. Tôi nghĩ cũng không đắt tiền lắm. Một đôi bên này bây giờ bạn có đòi cao không? Ví dụ một đôi này. Cũng... cây đấy cháu vẫn là nội bộ ạ. Và cũng không cao, cao lắm đâu, nhưng mà gọi là nội bộ ạ. Quy định của nhà vườn cháu chỉ giao lưu và tâm sự với khách tại nhà vườn này thôi. Thôi được rồi. Đấy là người ta thiện chí. Người ta thiện chí, rồi. Tay cháu làm ra. Tay làm ra cho nên là có thể là lên xuống một cách dễ dàng. Vì không phải là
buôn bán gì. Cho nên là việc làm này cũng rất là, việc mua bán cũng rất dễ nếu như mà các bạn có thể cân đối. Đây một tác phẩm đồ sộ như thế này mà đặt ở công sở thì quả là tuyệt vời. Đấy. Rất đồ sộ chứ không phải nói. Đây, một đôi của nó. Đôi này mà đặt vào công sở thì thật là tuyệt vời. Tôi đứng vế bên này sẽ bị ngược ánh sáng mặt trời một chút với ánh sáng buổi sáng. Đúng là càng ngắm càng thấy được là sự kiên trì và làm như thế nào. Mười mấy năm trời mà làm được như thế này. Đấy. Nhân dịp đi triển lãm, vì đợt trước cũng đã quay nhưng mà đi theo đoàn, tôi cũng chỉ mới làm đơn giản, nhưng hôm nay thì cũng đã hỏi được cái phương pháp làm như thế nào. Còn bây giờ ký đá bây giờ thì chỉ chùm đơn giản, nhưng ở đây đúng là để người ta nuôi được tay cành to như thế là phải có đất, chứ không như chúng ta làm như một số bạn nghĩ, đó là chỉ chùm túi bóng lên và cài vào là đã là hoàn thành. Ở đằng sau cũng còn rất nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn qua màn hình từ trên xuống. Đứng trên các thợ cũng nhìn một không gian rộng lớn, những tháp chuông nhà thờ xa xa có lẽ cũng không bắt được vào ống kính. Vùng quê Nam Định, rất nhiều những tháp chuông. Bên kế bên là nhà văn hóa nhỉ, văn hóa. Đây là thuộc xã gì nhỉ? Xã Hải Phú ạ. À, đây vẫn thuộc Hải Phú. Tất cả là một vùng quê của Hải Phú. Đúng là một vùng nông thôn yên tĩnh. Và một không gian xanh. Góc quay không được thuận lợi cho lắm. Nhưng dù sao tôi vẫn quét một vòng gần như hết xung quanh một khu nhà để cây, đứng từ trên cao, những cây, những tán cây trùng trùng điệp điệp. Đúng là một kiệt tác. Rất đẹp. Vì góc quay tôi sẽ lối tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tại nhà vườn Công Phường. Tôi sẽ lấy số điện thoại. Là quay lên sao là làm gì?